Không thể nói ở trong 12 nhập, 18 giới cho đến 18 pháp không chung, cũng không thể nói nó ở trong pháp hòa hợp. Bạch Thế Tôn, ví như mộng không thể nói nó ở trong các pháp tiếng vang, bóng, dáng, nắng, huyễn hóa, cũng không thể nói nó ở trong các pháp. Ví như danh tự hư không, không thể nói nó ở trong pháp nào. Kinh Đại Bát Nhã ghi, vô xứ khả thuyết, không thể nói nó ở chỗ nào. Bạch Thế Tôn, như danh tự đất nước lửa gió, cũng không thể nói ở trong pháp nào. Danh tự giới tam muội trí tuệ giải thoát trí kiến, cũng không thể nói ở trong pháp nào. Như danh tự tu đà hoàn cho đến danh tự a la hán bích chi phật, cũng không thể nói ở trong pháp nào. Như danh tự phật, danh tự pháp, cũng không thể nói ở trong pháp nào. Như danh tự hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc khổ hoặc vui, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịch diệt hoặc lìa, hoặc có hoặc không, không thể nói ở trong pháp nào. Bạch Thế Tôn, con vì nghĩa ấy nên tâm hối hận nếu con nói Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Hết thảy các pháp tướng tập tướng tán không thể có được, làm sao vì Bồ Tát lập danh tự gọi là Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, danh tự ấy không trụ, chẳng phải không trụ, vì cớ sao? Vì danh tự không có gì. Vì vậy danh tự ấy không trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát nghe nói Bát Nhã Ba La Mật tướng như vậy, nghĩa như vậy mà tâm không chìm đắm, không hối, không kinh, không hãi, không sợ, nên biết Bồ Tát ấy chắc chắn trụ tánh bất thối chuyển, vì trụ không trụ pháp. Luận: môn không trụ cũng chẳng phải không trụ trước đây dùng để phá danh tự Bồ Tát và các pháp, nay dùng môn khác để phá danh tự Bồ Tát. Không có pháp gì có thể gọi là Bồ Tát, vì cớ sao? Vì Bồ Tát chẳng phải là năm uẩn, năm uẩn chẳng phải là Bồ Tát. Trong năm uẩn không có Bồ Tát, trong Bồ Tát không có năm uẩn, năm uẩn không thuộc Bồ Tát, Bồ Tát không thuộc năm uẩn, lìa năm uẩn không có Bồ Tát, lìa Bồ Tát không có năm uẩn. Như vậy danh tự Bồ Tát không thể có được, nên biết nó là không cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Thí như việc trông thấy trong mộng đều là hư dối, không thể nói. Trong mộng ấy không có tướng pháp nhất định gọi là năm uẩn. 12 nhập, 18 giới chỉ có tâm cuồng, bóng, tiếng vang, dáng nóng, huyễn hóa cũng như vậy. Chỉ dối gạt tai mắt, như hư không không thể nói ở trong các pháp vì vô tướng. Vì hư không trái với sắc nên không được nói là sắc. Chỗ sắc tiêu hết cũng chẳng phải hư không vì không có pháp riêng biệt. Nếu bảo chỗ thân ra vào là tướng hư không, việc ấy không đúng. Đó là thân nghiệp, chẳng phải tướng hư không. Nếu không có tướng, thời không có pháp. Vì vậy hư không chỉ có danh tự Bồ Tát cũng như vậy. Hỏi: như mộng, hư không, vân vân, có thể chỉ có danh tự, làm sao đất nước, lửa, gió, thật pháp cũng chỉ có danh tự? Đáp: người vô trí cho các vật đất vân vân là thật. Thánh nhân bằng tuệ nhãn xem thấy toàn là hư dối, ví như trẻ con thấy tượng trong gương cho là thật, vui mừng muốn lấy. Người lớn xem đó chỉ là dối hoặc mắt người. Những người phàm phu thấy vi trần hòa hợp thành đất cho là đất thật. Ai có mắt trời phân tán đất ấy chỉ thấy vi trần, còn dùng tuệ nhãn phân biệt phá tan thì đất ấy hoàn toàn không thể có được. Lại nữa, trong phẩm đầu của luận dùng các phá thân tướng như thân phá đất cũng phá. Lại nữa, nếu đất là thật, tại sao khi quán hết thảy lửa thì đều là lửa, hoặc cho thiền định quán là thật, còn Phật nói hết thảy pháp không là hư vọng? Nhưng việc ấy không đúng, nước lửa gió cũng như vậy, như bồn đại hợp làm thân vốn còn như vậy, huống gì các nghiệp do thân làm, như giữ giới vân vân mà chẳng không, như giữ giới là thô nghiệp còn không, huống gì thiền định trí tuệ giải thoát tri kiến vân vân mà chẳng không. Nếu năm pháp uẩn giới định vân vân còn không, huống gì các thánh đạo quả do giữ giới thiền định vân vân làm nhân duyên để chứng đắc mà chẳng không. Nếu thánh đạo quả còn không, huống gì người chứng tu đà hoàn cho đến Phật mà chẳng không. Vì vậy danh tự Bồ Tát tuy là thiện pháp cho đến xuất ra từ trong pháp có không, không gọi là thiện cho đến không gọi là có không, vì tập và tán không thể có được. Tu Bồ Đề đã biết tướng không như vậy, làm sao gọi là Bồ Tát để nói Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát? Nếu Bồ Tát nghe như vậy không sợ không hãi, thời trụ trong tánh bất thối chuyển, vì như pháp bất trụ mà trụ vậy.
Tánh bất thối chuyển là Bồ Tát ấy chưa được vô sinh pháp nhẫn, chưa được chư Phật thọ ký, chỉ nhờ sức phước đức trí tuệ có thể tìm vui các pháp xuất giáo không? Ấy gọi là trụ trong tánh bất thối chuyển. Vì được khi phần bất thối chuyển như trẻ con sinh trong dòng họ quý, đi chưa làm nên việc mà do dòng họ quý làm quý. Kinh lại nữa, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi sắc, không nên trụ nơi thọ tưởng hành thức, không nên trụ nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không nên trụ nơi nhãn xúc, cho đến không nên trụ nơi ý xúc, không nên trụ nơi thọ do nhãn và xúc làm duyên sinh, cho đến không nên trụ nơi thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh, không nên trụ nơi địa chủng, thủy, hỏa, phong, không, thức chủng, không nên trụ nơi vô sinh cho đến lão tử. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn, sắc, sắc tướng không, thọ tưởng hành thức, thức tướng không. Bạch Thế Tôn, sắc không, không gọi là sắc, lìa không cũng không gọi là sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức, thức không, không gọi là thức, lìa không cũng không gọi là thức. Thức tức là không, không tức là thức, cho đến lão tử tướng không. Bạch Thế Tôn, lão tử không, không gọi là lão tử, lìa không cũng không có lão tử tức là không, không tức là lão tử. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên ấy nên Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi sắc cho đến không nên trụ nơi lão tử. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi bốn niệm xứ. Vì cớ sao? Vì bốn niệm xứ tướng không. Bạch Thế Tôn, bốn niệm xứ không, không gọi là bốn niệm xứ, lìa không cũng không có bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ tức là không, không tức là bốn niệm xứ, cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên ấy nên Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tập hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi thí Ba La Mật, không nên trụ nơi giới Ba La Mật, không nên trụ nơi nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật. Vì cớ sao? Vì thí Ba La Mật tướng không, cho đến Bát Nhã Ba La Mật tướng không. Bạch Thế Tôn, thí Ba La Mật không, không gọi là thí Ba La Mật, liệu không cũng không có thí Ba La Mật. Thí Ba La Mật tức là không, không tức là thí Ba La Mật, cho đến Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên ấy nên Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi sáu Ba La Mật. Luận trên kia tu Bồ Đề do khiêm nhượng mà nói Bát Nhã, tuy nói không nói, song thật đã vì Bồ Tát nói Bát Nhã Ba La Mật. Nay tu Bồ Đề do môn không trụ, thẳng vì Bồ Tát nói Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật có các danh tự quán, tu, tương ưng, hợp nhập, tập trụ, vân vân, ấy đều gọi là tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Chỉ nói các danh tự người nghe hoan hỉ. Lại nữa, hơi có sai biệt về danh tự tu hành, lắng nghe, đọc tụng, viết chép, tránh ức niệm, thuyết giảng, tư duy, chủ lượng, phân biệt, tu tập cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, chung lại gọi là tu hành. Vì từ tu hành mà phân biệt ra, bắt đầu gọi là quán, như bắt đầu thấy vật. Mỗi ngày học dần gọi là tập, có thể cùng Bát Nhã tương ưng gọi là hiệp, tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật gọi là tương ưng, thấu suốt Bát Nhã Ba La Mật gọi là nhập, phân biệt chấp thủ tướng có việc ấy gọi là niệm, thường tập hành không dứt, làm cho tương tợ gọi là học, học xong phương tiện khéo léo quán sát biết phải quấy được mất gọi là tư duy, dụng tâm thiền định tu hành trùng gọi là tu, được đạo Bát Nhã Ba La Mật ấy không mất gọi là trụ, trái với trụ là chẳng trụ. Hỏi: trước nói các pháp không tức là chẳng trụ, sau nay nói không nên trụ nơi hết thảy pháp. Đáp: trước tùy đã nói song tâm đáng trước pháp ái khó khiển trừ, nên nay nói lại. Lại nữa, có vô tướng tam muội, vào tam muội ấy không chấp thủ tướng các pháp, nhưng không vào diệt định, trí tuệ Bồ Tát không thể nghĩ bàn, tuy không chấp thủ hết thảy pháp tướng, nhưng có thể hành đạo như chim ở giữa hư không, tuy không có chỗ nương tựa mà có thể bay cao. Bồ Tát cũng như vậy, không trụ nơi các pháp mà có thể hành đạo Bồ Tát. Hỏi: tâm người gặp duyên thì khởi, làm sao Bồ Tát không trụ nơi hết thảy pháp mà không vào diệt định? Đáp: tu Bồ Đề tự nói, sắc sắc tướng tự không, sắc không là chẳng phải sắc,
cũng chẳng lìa không có sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Nghĩa này ở trong phẩm thứ hai đã nói, cho đến không nên trụ, nơi sáu ba la mật cũng như vậy, vì không cho nên không chỗ trụ. Kinh lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát, Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi văn tự, không nên trụ nơi môn một chữ, môn hai chữ, các môn chữ như vậy. Vì cớ sao? Vì các chữ tướng không, như trên đã nói. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát, Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi các thần thông. Vì cớ sao? Vì các thần thông tướng không, thần thông không, không gọi là thần thông, lìa không cũng không có thần thông tức là không, không tức là thần thông. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên ấy, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi các thần thông. Luận có hai hạng Bồ Tát, một tập thiền định, hai học tụng. Ngồi thiền thì sinh thần thông, học tụng thời khởi tâm phân biệt văn tự. Môn một chữ là một chữ một lời như đất gọi là phù, môn hai chữ là hai chữ một lời như nước gọi là xà lam, danh từ ba chữ như nước gọi là ba ni lam. Như vậy các tự môn. Lại nữa, Bồ Tát nghe một chữ tức vào trong thuật tướng hết thảy pháp, như nghe chữ A tức biết các pháp từ xưa lại đây không sinh, như vậy vân vân. Như nghe chữ đầu khư biết hết thảy pháp sinh tướng khổ, tức thời sinh tâm đại bi. Nghe chữ A Ni cha, như nghe chữ Anicca biết hết thảy pháp tướng vô thường, tức thời vào đạo thánh hạnh. Ngoài ra như trong văn tự Đà La Ni nói rộng, nghĩa thần thông trước đã nói, hai việc ấy rốt ráo không, nên Bồ Tát không trụ nơi đó. Kinh lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, sắc là vô thường không nên trụ, thọ tưởng hành thức là vô thường không nên trụ. Vì cớ sao? Vì vô thường tướng không. Bạch Thế Tôn, vô thường không, không gọi là vô thường, lìa không cũng không có vô thường tức là không, không tức là vô thường. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên ấy, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, sắc là vô thường không nên trụ, thọ tưởng hành thức là vô thường không nên trụ, sắc là khổ không nên trụ, thọ tưởng hành thức là khổ không nên trụ, sắc là vô ngã không nên trụ, thọ tưởng hành thức là vô ngã không nên trụ. Sắc là không không nên trụ, thọ tưởng hành thức là không không nên trụ, sắc là tịch diệt không nên trụ, thọ tưởng hành thức là tịch diệt không nên trụ, sắc là lìa không không nên trụ, sắc là lìa không nên trụ, thọ tưởng hành thức là lìa không nên trụ, như trên nói. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi như như. Vì sao? Vì như như tướng như như không. Bạch Thế Tôn, tướng như như không, không gọi là như như, lìa không cũng không có như như, như như tức là không, không tức là như như. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi pháp tánh, pháp tướng, pháp vị thật tế. Vì sao? Vì thật tế không. Bạch Thế Tôn, thật tế không, không gọi là thật tế, lìa không cũng không có thật tế tức là không, không tức là thật tế. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi hết thảy môn Đà La Ni, không nên trụ nơi hết thảy môn Tam Muội. Vì sao? Vì môn Đà La Ni tướng không, môn Tam Muội tướng không. Bạch Thế Tôn, môn Đà La Ni, môn Tam Muội không, không gọi là môn Đà La Ni, môn Tam Muội, lìa không cũng không có môn Đà La Ni, môn Tam Muội. Môn Đà La Ni, môn Tam Muội tức là không, không tức là môn Đà La Ni, môn Tam Muội. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên ấy nên Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi như như cho đến môn Đà La Ni, môn Tam Muội. Bạch Thế Tôn, như Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, vì không phương tiện đem tâm tôi ta mà trụ nơi sắc, Bồ Tát ấy gia hạnh đối với sắc, đem tâm tôi ta mà trụ nơi thọ tưởng hành thức, Bồ Tát ấy gia hạnh đối với thức. Nếu Bồ Tát gia hạnh là không nhiếp thọ Bát Nhã Ba La Mật, cũng không đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Vì không đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật nên không thể thành tựu Tát và Nhã được. Bạch Thế Tôn, như Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, vì không phương tiện đem tâm tôi ta trụ nơi 12 nhập cho đến môn Đà La Ni Tam Muội. Bồ Tát ấy gia hạnh đối với 12 nhập cho đến gia hạnh đối với môn Đà La Ni Tam Muội. Nếu Bồ Tát gia hạnh là không nhiếp thọ Bát Nhã Ba La Mật, cũng không đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật.
vì không đầy đủ bát nhã ba la mật nên không thể thành tựu tát bà nhã được. Vì sao? Vì sắc là không nhiếp thọ, thọ tưởng hành thức là không nhiếp thọ. Sắc không nhiếp thọ, thời chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức không nhiếp thọ, thời chẳng phải thức, vì tánh không vậy. 12 nhập là không nhiếp thọ cho đến môn đà la ni, tam muội là không nhiếp thọ. 12 nhập không nhiếp thọ, thời chẳng phải 12 nhập cho đến môn đà la ni, tam muội không nhiếp thọ, thời chẳng phải môn đà la ni, tam muội, vì tánh không vậy. Bát nhã ba la mật cũng không nhiếp thọ. Bát nhã ba la mật không nhiếp thọ, thời chẳng phải bát nhã ba la mật, vì tánh không vậy. Như vậy, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành bát nhã ba la mật nên quán các pháp tánh không. Khi quán như vậy, tâm không chỗ duyên. Ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, tam muội không nhiếp thọ, vi diệu thủ thắng, có tác dụng rộng lớn vô ngại, không chung với thanh văn bích chi Phật. Tuệ tai bà nhã, nhất thiết trí trí ấy cũng không nhiếp thọ, vì trong không, ngoài không, trong ngoài không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô thủy không, tán không, tánh không, tự tướng không, các pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không vậy. Vì cớ sao? Vì tát bà nhã ấy không thể lấy tướng tu được, vì lấy tướng tu hành có cấu uế phiền não. Thế nào là tướng cấu uế? Tướng sắc cho đến tướng môn đà la ni, môn tam muội ấy gọi là tướng cấu uế. Luật các thánh hạnh quán vô thường như như pháp tánh thật tế môn đà la ni tam muội như trước đã nói. Hỏi trong pháp cấu uế không nên trụ vì tội lỗi, còn trong pháp thiện vô ký cớ sao không nên trụ? Đáp: nó tùy chẳng phải tội mà làm nhân duyên sinh tội, như Phật nói trong đây. Có Bồ Tát đem tâm tôi ta tu hành bát nhã ba la mật trụ trước nơi sắc, vì sinh sắc nên tạo tác các nghiệp, trụ trước nơi thọ tưởng hành thức cũng như vậy, vì sinh khởi năm uẩn nên tu hành, ấy là không nhiếp thủ bát nhã ba la mật. Người ấy tuy nói ta tu hành bát nhã ba la mật, ấy là cách tu hành thế gian không đầy đủ bát nhã ba la mật, không thể đạt đến nhất thiết trí trí cho đến môn đà la ni tam muội cũng như vậy. Trong đây tu bồ đề tự nói nhân duyên không trụ, đó là sắc không nhiếp thọ. Nếu sắc không nhiếp thọ, thời chẳng phải sắc, vì tánh thường không vậy. Hỏi sắc ấy vì có tội lỗi vô thường, khổ không vô ngã nên không nhiếp thọ. Thí như cục vàng cháy nóng, tuy vàng có thể tham, nhưng vì nóng không thể lấy, còn đây có lỗi gì mà cưỡng phá năm uẩn? Đáp: có hai thứ đắm trước, một dục trước, hai kiến trước. Có người quán vô thường khổ phá dục trước mà được giải thoát, hoặc có người tuy quán vô thường vân vân mà còn đắm trước pháp sinh vọng kiến, vì hạng người ấy phân biệt sắc tướng không, như vậy thời xa lìa kiến trước cho đến môn đà la ni tam muội cũng vậy. Hỏi thành văn bích chi Phật, không nhiếp thọ hết thảy pháp nên lậu hoặc dứt hết, cớ sao trong đây nói tam muội không nhiếp thọ không chung với nhị thừa? Đáp: nhị thừa tuy có tam muội không nhiếp thọ, song không có tác dụng rộng lớn lanh lợi, không sâu cũng không kiên cố. Lại nữa, thành phần bích chi Phật khi lậu hoặc hết mới được không nhiếp thọ các pháp, còn Bồ Tát tu lâu xa đã biết các pháp không nhiếp thọ, tất cả đều như vô dư niết bàn rốt ráo không, vì vậy nên nói không chung với nhị thừa. Lại nữa, nhị thừa còn có tập khí, còn ngại có chướng, có ngại có chướng, nên tuy có tam muội không nhiếp thọ nhưng không thanh tịnh, như đại ca Diếp nghe Bồ Tát đánh nhạc không thể tự an trên chỗ ngồi. Các Bồ Tát hỏi: ngài có hạnh đầu đà đệ nhất tại sao vẫn lay động như múa? Ca Diếp đáp: tôi đối với nam dục ở cõi trời cõi người lìa hẳn không lay động, còn đây là sức biến hóa do nghiệp phước đức của Bồ Tát tôi chưa thể nhẫn được. Như núi Chúa Tu Di bốn phía gió nổi đều cam chịu nổi, nếu gặp gió tùy lam thổi đến thời không thể yên. Tạp khí của thành văn bích chi Phật đối với Bồ Tát thì đó là phiền não. Lại nữa, tam muội không nhiếp thọ ấy chỉ có Phật biết khắp. Bồ Tát vì cầu Phật đạo nên tuy không thể biết khắp mà vẫn hơn nhị thừa, vì vậy nên nói không chung với nhị thừa. Vì người quý trọng tam muội không nhiếp thọ ấy mà sinh tâm đắm trước nên tu bồ đề nói không chỉ tam muội ấy không nhiếp thọ mà sắc cho đến nhất thiết chủng trí đều không nhiếp thọ, mà sắc cho đến nhất thiết chủng trí đều không nhiếp thọ. Vì cớ sao? Vì tu bồ đề tự nói nhân duyên, vì 18 không nên không nhiếp thọ.
Hỏi cớ sao dùng 18 không để quán các pháp đều không? Đáp, trong đấy Tu Bồ Đề tự nói nhân duyên. Vì chấp thủ tướng đắm trước nên sinh các kiết sử tướng là các tướng sắc cho đến môn đà la ni. Các môn tam muội đều là cội gốc phiền não. Nếu trong Phật Pháp thì cho đến không có tướng vi tế Pháp có thể chấp thủ. Kinh, nếu chấp thủ tướng ấy mà tu đạt được tát bà nhã thì tiên nhị phạm trí, thắng quần phạm trí không bao giờ sinh lòng tin đối với nhất thiết trí. Thế nào là tin? Tín bát nhã ba la mật, phân biệt hiểu biết so lường suy nghĩ, nhất thiết trí trí không bằng vào tướng, không bằng vào vô tướng. Như vậy tiên nhị phạm trí không chấp thủ tướng, ở vào hạng tùy tín hành, do trí đánh không ngộ nhập thật tướng các pháp, không chấp thủ tướng sắc, không chấp thủ tướng thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì các pháp tự tướng không vậy, không thể thủ đắc. Tiền nhị phạm trí ấy chẳng do nội quán được thấy trí tuệ ấy, chẳng phải do ngoại quán được thấy trí tuệ ấy, chẳng phải do nội quán ngoại quán được thấy trí tuệ ấy, cũng chẳng phải không có trí quán mà được thấy trí tuệ ấy. Vì sao? Vì phạm trí ấy không thấy pháp, người biết pháp biết chỗ biết. Vì phạm trí không thấy trí tắc bà nhã bị quán, không thấy bát nhã năng quán, không thấy người quán, không thấy chỗ quán nương dựa và lúc khởi quán. Phạm trí ấy chẳng phải nơi nội sắc thấy trí tuệ ấy, chẳng phải nơi nội thọ tưởng hành thức thấy trí tuệ ấy, chẳng phải nơi ngoại sắc thấy trí tuệ ấy, chẳng phải nơi ngoại thọ tưởng hành thức thấy trí tuệ ấy, chẳng phải nơi nội ngoại sắc thấy trí tuệ ấy, chẳng phải nơi nội ngoại thọ tưởng hành thức thấy trí tuệ ấy, cũng chẳng lìa sắc thọ tưởng hành thức thấy trí tuệ ấy, vì nội ngoại đều không vậy. Tiên ni phạm trí tâm được tin hiểu nhất thiết trí nơi trong đây. Vì vậy phạm trí tin thật tướng các pháp, vì hết thảy pháp không thể có được. Tin hiểu như vậy, không có pháp có thể chấp thủ, vì các pháp vô tướng không ước niệm vậy. Phạm trí ấy đối với các pháp cũng không sở đắc, hoặc lấy hoặc bỏ, vì lấy bỏ không thể có được. Phạm trí ấy cũng không ước niệm trí tuệ, vì các pháp tướng vô niệm vậy. Bạch Thế Tôn ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, tu bát nhã ba la mật như vậy, có thể từ bờ này đến bờ kia. Bồ Tát ấy không chấp thủ sắc thọ tưởng hành thức, không chấp thủ hết thảy pháp, cho đến không chấp thủ các môn đà la ni tam muội. Vì không chấp thủ hết thảy pháp nên Bồ Tát ấy cũng không chấp thủ niết bàn, mà vì bổn nguyện tu bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần chưa đầy đủ, và vì bổn nguyện chứng 10 lực 18 pháp không chung của Phật chưa được thành tựu. Vì cớ sao? Vì bốn niệm xứ ấy chẳng phải bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, chẳng phải 18 pháp không chung, vì các pháp ấy là phi pháp cũng chẳng phi pháp. Ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, tu bát nhã ba la mật, không chấp thủ tướng sắc cho đến tướng 18 pháp không chung. Luận hỏi: trong đây vì nhân duyên gì mà nói đến tiên nhị phạm trí? Đáp, kinh này dùng các nhân duyên nói về pháp không, cho đến không có một chút tướng có thể chấp thủ. Lòng người nghi ngờ lấy làm lạ không tin, lý ấy khó thấy vì rốt ráo vô tướng. Thế nên Tu Bồ Đề dẫn chứng trong tiểu thừa còn có nói pháp không. Huống gì người tu hành pháp đại thừa mà không tin pháp không? Lại nữa như Bà La Môn Sẳng Nhã, giỏi biết tướng người nhất thiết trí, thấy Bồ Tát ăn cháo sữa mà biết Bồ Tát sẽ thành Phật ngày hôm nay. Tiên ni là cậu của Bà La Môn ấy, tuổi già trí đức, có tiếng tăm lớn, xuất gia đọc rộng hết thảy kinh sách, tu tâm ngồi thiền học đạo. Bấy giờ muốn cầu trí tuệ nên đi đến nghị luận đường. Ở đây các phạm trí nói sáu thầy ngoại đạo đều tự xưng nhất thiết trí: Bất Làn Cà Diếp, Phú Là Na Cà Diếp, có tiếng tăm lớn là thầy của đại chúng. Đệ tử ông ta chết hoặc lớn hoặc nhỏ đều không nói nơi họ sinh đến, còn đệ tử của năm thầy đạo kia chết hoặc nhỏ hoặc lớn đều có nói nơi sinh đến của họ. Phật cũng là bậc đại sư có tiếng tăm lớn, đệ tử ngài chết, nhỏ thì nói chỗ họ sinh đến, lớn thì không nói chỗ họ sinh đến. Tiền ni nghe vậy rồi vào lúc khác đi đến chỗ Phật hỏi han xong, ngồi qua một bên bạch Phật: Phật cho phép tôi thưa. Phật bảo: tùy ý ông hỏi. Tiên ni nói: trước đây có lần tôi đi đến luận nghị đường cùng các người luận nghị và đem điều xưa đã nghe thuật đủ lại với Phật. Nói tiếp, lúc ấy tôi suy nghĩ pháp của Phật nói người đệ tử nhỏ chết rồi còn tái sinh, đệ tử lớn không tái sinh, lấy gì làm chắc? Phật bảo: tiên ni, pháp của ta sâu xa vi diệu khó hiểu, các ông đêm dài đắm trước cái thấy khác, ham muốn khác, giáo pháp khác, đối với pháp của ta ông không thể chóng thấy được.
Tiền ni Phạm Chí bạch Phật rằng: Tâm con kính Phật, nguyện xin thương xót, nói diệu pháp khiến cho con ngay tại chỗ ngồi được mắt sáng, không để đứng dậy xuông. Phật hỏi Phạm Chí: Ý ông nghĩ sao? Ông thấy sắc ấy là như khứ chăng? Tathagata, Trung Hoa dịch là Như Lai hay như khứ? Thưa không, thọ tưởng hành thức là như khứ, Như Lai chăng? Thưa không, trong sắc là như khứ chăng? Thưa không, trong thọ tưởng hành thức là như khứ chăng? Thưa không, lìa ngoài sắc là như khứ chăng? Thưa không, lìa ngoài thọ tưởng hành thức là như khứ chăng? Thưa không, ông lại thấy không sắc không thọ tưởng hành thức là như khứ chăng? Thưa không, nếu ông theo các phương tiện không thấy như khứ thì có nên sinh tâm nghi rằng Phật pháp lấy gì làm chắc không? Thưa không nên. Phật bảo Tiên ni, nếu đệ tử ta không hiểu rõ pháp ấy, thầy ta nói họ còn tái sinh đời sau vì ngã mạn xưa nay còn dư tàn. Nếu đệ tử ta hiểu rõ nghĩa ấy thì ta không nói chỗ họ tái sinh vì ngã mạn xưa nay không còn dư tàn. Tiên ni nghe nói như vậy liền đắc đạo. Đắc đạo rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi bạch Phật rằng: Con xin được xuất gia hành đạo. Tức thời râu tóc tự dụng bèn thành sa môn, không bao lâu chứng được a la hán vì từ nơi Phật được mắt sáng không hư dối vậy. Kinh này luận nghị Tiên ni tin tưởng là tin Phật có thể làm cho ông đắc đạo, ấy gọi là bắt đầu tin. Vậy sau nghe Phật phá tâm chấp ta tôi từ xưa lại đây thường tự vô ngã nên các pháp không thuộc về đâu, như huyễn như mộng, hư quẩn không thật, không thể thủ lấy được. Được tính lực ấy rồi vào thật tướng các pháp không chấp thủ sắc là như khứ cho đến thức là như khứ. Hỏi: Cớ sao Phạm Chí đều đáp không với Phật? Đáp: Phạm Chí vốn lấy tướng chung là ngã, nay Phật mỗi mỗi hỏi riêng, vì vậy nên đều đáp với Phật là không. Lại nữa, Phạm Chí các người ta hai lối nói ngã, hoặc có người nói năm uẩn tức là ngã, hoặc có người nói lìa ngoài năm uẩn riêng có ngã. Nếu năm uẩn tức là ngã thời không có ngã riêng, vì sao? Vì ngã là một, uẩn là năm, một không làm năm, năm không làm một. Lại nữa, năm uẩn tướng vô thường sinh diệt. Nếu năm uẩn là ngã, ngã lý đáng cũng sinh diệt. Nếu ngã sinh diệt thời mất tội phước, năm uẩn ấy tiểu nhân duyên hòa hợp sinh không tự tại. Ngã nếu như vậy thời dùng ngã làm gì, vì nó không tự tại vậy. Có các sai lầm như vậy nên không được nói sắc như khứ, thọ tưởng hành thức như khứ, liền ngoài năm uẩn cũng không nên có ngã vì vô tướng, hoặc biết thấy lãnh thọ vân vân thời đó đều là tướng năm uẩn chẳng phải tướng ngã. Người trí làm sao nói liền ngoài năm uẩn mà có ngã, vì vậy nên đáp không. Nếu có người nói còn có ngã riêng không có năm uẩn, việc ấy không đúng, đều là điên đảo phân biệt thấy lầm. Có các nhân duyên như vậy nên biết là vô ngã. Ngã tức là như khứ, Như Lai. Các pháp cũng như vậy, đều đồng như khứ vì vô chủ nên pháp cũng không thuộc về đâu. Lại nữa, Phạm Chí suy cầu trí tuệ đắc đạo, theo nơi bốn niệm xứ cầu đều không có định tướng, nghĩa là quán năm uẩn nơi tự thân là nội, quán năm uẩn nơi thân người là ngoại, kia đây gọi là trong ngoài. Ba thứ trí tuệ ấy không đắc đạo, không trí tuệ cũng không đắc đạo. Lại nữa, nội là sáu nhập bên trong, ngoại là sáu nhập bên ngoài. Lại nữa, nội là trí tuệ năng quán, ngoại gọi là chỗ sở quán. Tiền đi biết các quán đều có tội lỗi, vì sao? Vì do sức trí tuệ bên ngoài. Vì do sức trí tuệ bên trong nên cho các pháp bên ngoài là thường, vô thường, có không, vân vân, chứ chẳng phải pháp ngoài có định tướng. Nếu có định tướng thời không có trí dụng, lại trí tuệ ấy từ ngoại pháp làm nhân duyên phát sinh. Tướng ngoại pháp không nhất định nên trí tuệ cũng không nhất định. Như cái cân vì vật, vật vì cái cân, hai sự tiếp đãi nhau. Nếu lìa vật thì không có cân, lìa cân thì không có vật. Trí không lường cả gọi là đắc đạo, phương tiện đắc gọi là được thánh đạo quả. Lại nữa, lực nói nghĩa trí tuệ thật đó là không thấy nó năm uẩn bên trong, không thấy nó nơi năm uẩn bên ngoài, cũng không thấy nó lìa năm uẩn, thế trí tuệ ấy là thật. Lấy trí tuệ vô thường quán năm uẩn vô thường, trí tuệ ấy do nhân duyên hòa hợp mà có nên không thật. Chấp trước quán là tà kiến, không chấp trước là đắc đạo. Nếu tướng vô thường là thật thì vì sao chấp trước vô thường lại không đắc đạo? Vì vậy nên hết thảy trong ngoài không thấy trí tuệ nhất định, nếu lìa vô thường quán là đắc đạo.
thì hết thảy phàm phu cũng nên đắc đạo. Vì vậy nên nói lìa trí tuệ ấy cũng không được gì. Bấy giờ phạm trí lấy trí tuệ đối với hết thảy pháp tâm được xa lìa, đối với trí tuệ cũng lại xa lìa. Hết thảy tà kiến chấp thủ tướng vẻ ngã kiến vân vân đều dứt sạch, cũng chẳng từ vô trí đắc. Bấy giờ phạm trí hoan hỷ quán tánh tướng vô lượng pháp. Phật thật là đại sư không bỏ là vì các pháp đều có sức trợ đạo, không lấy là vì thật tướng các pháp rốt ráo không không sở đắc. Lại nữa vì các phiền não kiết sử điên đảo hư dối nên không có gì bỏ, chỉ biết các pháp tướng như thật, không tướng không ước niệm, ấy gọi là Bồ Tát Ba La Mật. Không lấy không bỏ gọi là Bát Nhã Ba La Mật, không qua bờ này bờ kia. Tướng thế gian tức là tướng niết bàn, tướng niết bàn tức là tướng thế gian, nhất tướng vô tướng. Nếu biết như vậy nên tịch diệt, vì chưa đầy đủ các công đức nên không diệt, vì lực bổn nguyện đại từ bi nên không diệt. Tuy cầu Phật đạo mà ở nơi pháp ấy cũng không có tướng tốt xấu và tướng lấy bỏ. Vì vậy phi pháp cũng phi phi pháp ấy gọi là Bồ Tát Tu Bát Nhã Ba La Mật, không chấp thủ hết thảy tướng, hết cuốn 42 theo bản Hán.